những đôi giày ở bên đó là toàn những khách hàng là khó tính và cẩn thận. Người ta cần may đo những đôi giày mà đi vừa vặn mà êm ái mà không bị đau chân đi cả ngày. Đôi giày mà làm bằng handmade thủ công giống nhau cũng là một câu chuyện rồi. Thế còn để mà làm đôi sau mà nó giống lại đôi trước thì hoàn toàn là không thể. Hiện tại là giày tôi làm được tầm khoảng trên 30 năm và tôi vẫn chỉ theo đuổi một nghề giày duy nhất mà hiện tại tôi đang làm cho những đôi giày may đo. Thật sự là những đôi giày may đo là toàn những khách hàng là khó tính và cẩn thận. Khách mà doanh nhân người ta cần may đo những đôi giày và đi vừa vặn mà êm ái mà không bị đau chân đi cả ngày. Hay chân người ta nó có nhiều cái vấn đề khác, ví dụ như là bị gút hay bất cứ một hình thức gì trên chân thì người ta mới may đo là chủ yếu. Thực ra ngành da giày của hiện tại Việt Nam mình đang sản xuất ý, thì nếu nguồn gốc xuất xứ thì vẫn ở các nước trên thế giới. Các cụ mà mang những nghề giày đi xứ là mang nghề giày về Việt Nam. Hiện nay ở Gia Lộc cũng có ngày thờ tổ, cụ tổ ngành da giày ở Hải Dương. Còn hiện nay là chúng tôi cũng có Hà Nội mình cũng có chỗ 40 hàng hành Hoàn Kiếm cũng là có nhà thờ tổ. Tôi đi học nghề đóng giày từ năm 1992. Bắt đầu là bước vào ngành học da giày thì có một người cậu là dìu dắt tôi đi. Lúc đó thì làng nghề da giày là không có, chỉ có mấy người lớn tuổi bắt đầu đi làm giày thuê trên thành phố thôi. Tôi học hết nghề của cậu tôi và tôi chuyển sang học rất nhiều người thầy thợ lớn tuổi. Mà may mắn tôi học được cái cách làm giày thủ công, để cho nên đến bây giờ là tôi theo đuổi nó và tôi cứ nghiên cứu. Tầm sư học đạo mất được khoảng 7 năm. Hơn 20 tuổi tôi bắt đầu mở cửa hàng và tôi phát triển nó lên trở thành một doanh nghiệp. Năm 2007 tôi thành lập công ty. Khi mà chúng tôi bán ở các chuỗi siêu thị đấy, thu nhập thì cũng rất là tốt. Nhưng mà khi điền năm bên của tôi muốn chứng minh được là người Việt Nam làm một đôi giày không thua kém gì những người bạn nước ngoài. Cho nên tôi phải chấp nhận hy sinh về cái vấn đề là tài chính trong cái việc mà kinh doanh. Tôi tập trung vào nghiên cứu để sản xuất ra những đôi giày có chất lượng và có trị giá cao để tạo ra những đôi giày cho những người đam mê về ngành da giày. Khi tôi nhận được một đơn hàng khách may đo thì đầu tiên là chúng tôi tạo ra một cái platform làm sao nó vừa đúng như chân của khách hàng và chúng tôi sẽ thiết kế trên cái platform đó để tạo ra một kiểu dáng mà khách hàng mong muốn. Xong bước tiếp theo tôi làm trên những tấm da mà cái da đạt tiêu chuẩn và từ đó chúng tôi gò lên khách hàng thử chân làm đôi giày thử để cho khách hàng test thử. Khách hàng vừa chân rồi thì chúng tôi mới chính thức làm ra một đôi giày cho khách hàng thật sự.
Giày váy đo thì thường thường người ta làm bằng đế da. Mặt gò chúng tôi cũng làm bằng mặt da. Sau đó đến cái các câu trình là mặt xong thì chúng ta tiến hành bắt đầu đến khâu. Khâu bước 1 làm sao cho cái đường kim mũi chỉ nó đều. Tuy rằng cái đường chỉ đó là đường chỉ ẩn như chúng tôi với làm rất là quan trọng vì nó là cái bước tiếp xúc với phần khoai trên. Làm sao khâu, làm sao để cho nước nó không bị thấm vào. Đây là cái đường chỉ là lần đầu tiên chúng tôi khâu, đây là cái diếu này. Thì gọi là weld được, gọi là cái diếu được, đây là khâu đường này vào đây, nó là không dán keo. Khâu xong cái phần bước 1 thì chúng ta lại phải cho thêm một cái lớp chống ẩm ở giữa cái lớp đế đấy. Thì cái đế da thì là không chịu được độ ẩm và độ nước. Thế nên chính vì trong cái lòng trong của đế da khi người ta khâu xong một lần, người ta lắp cái lớp chống ẩm lên để bảo vệ khi mà tiếp xúc với mặt đất thì là người ta nó sẽ cái da nó ẩm, thì cái lớp hút ẩm đấy nó sẽ làm cho mình coi như là lưu hóa từ từ, nó đỡ ẩm. Xong là chúng ta lại bắt đầu gọt đi và mài đi để tạo ra cho thành một cái dáng kiểu dưa dày. Làm phẳng cái lớp đế đấy xong rồi chúng ta lại dán thêm một lớp đế da nữa vào cái mặt đế đấy. Vì những đôi giày mình làm thủ công mà khâu thì khâu lần 1, lần 2 và đóng gót toàn bộ đế da, nên là cái sự chắc chắn và độ bền rất là tốt. Đến bước thứ hai là chúng ta khâu một đường viền chạy vòng quanh, thì đường viền đó là đường viền nổi và các bạn sẽ nhìn thấy đường nổi đấy là đường thứ hai, chính là các bạn nhìn trực tiếp. Còn đường 1 thì chúng ta là lấp ẩn đi rồi, chúng ta không nhìn thấy. Thực ra để tại sao mà những đôi giày đặt mà để khâu hai kim, nó đặc biệt ở cái này khâu hai kim thì chúng ta có thể là quấn vào mấy vòng xong ra chúng ta thiết, thì những cái mũi buộc nó lại nằm bên trong cái đường ẩn đấy ở giữa hai cái, chúng ta có thể nhìn thấy. Và khi chúng ta có thể đứt một mũi chỉ này và mũi chỉ kia nó sẽ không tuột. Nếu như chúng ta khâu một kim thì có thể đứt túi này, có thể tuột ra những mũi tiếp theo. Đó đặc biệt là khâu là một kim là nó như vậy. Còn khâu hai kim thì chúng ta khâu đến đâu chúng ta gần như chúng ta buộc thắt nút nó lại như thế. Thế cho nên là cái sự tuột ra là không ảnh hưởng gì cả về đôi gối. Cho nên nó khác ở đặc biệt là thủ công với khâu nó là về móc. Nhưng cũng như máy móc thôi, máy móc các bạn khâu thì máy như kiểu tết với nhau thì tuột một mũi có thể tuột được hết. Nhưng mà riêng thủ công khâu là khắt đâu là đặc biệt như vậy, là buộc lại đấy là thấy không tuột được. Thì trong quá cái trình mà làm đôi giày mà tôi ra cái gót xong thì tôi mài nó tạo ra cái hình thể và chúng tôi làm đi làm lại bằng tay, đánh hình nhắn cái giáp. Tôi tô màu, tạo màu lên cho phong cách là theo yêu cầu khách hàng, vì những đôi giày thủ công thường chúng tôi hay dùng đến là đánh màu. Cái giày mà đánh màu thì nó đặc biệt hơn là chúng ta này phải tô màu bằng tay, đánh màu bằng tay. Thời tiết nó mà nắng thì đánh ra màu nó sáng hơn, đấy nó tươi hơn, hoặc màu trời mưa thì nó độ ẩm cao hơn thì có thể xỉn hơn. Cho nên chúng tôi không thể cam kết nó là phải giống nhau được.
Như chúng tôi đang làm bây giờ để đo chân mà đóng một đôi giày thì nếu làm nhiệt tình thì phải mất hàng tuần mới xong đôi giày. Nhưng còn nếu giày mà làm bằng máy thì chúng tôi có thể một người như chúng tôi một ngày chúng tôi làm có thể được 2 đôi đến 3 đôi giày. Nếu làm bằng máy, thậm chí còn tùy theo đường giày chúng tôi còn làm tới 10 đôi trên một ngày. Những người phải là tinh thì mới phát hiện ra đường may là thủ công khâu tay và đường may của máy. Những cái thợ thủ công mà khâu 2 lần ấy thì bây giờ rất là ít. Đây là các bạn biết, đây là đôi giày chúng tôi làm bằng tay khâu tay. Thì các bạn nhìn đôi giày đây để biết được phân biệt được đôi giày này khâu 2 lần. Như giày công nghiệp chúng ta là sẽ dán là từ mép đế và giày dán vào nhau đi một thời gian quá trình. Nếu keo không đạt tiêu chuẩn nó sẽ bong. Còn đây là chúng tôi là không dùng keo dán mà chúng tôi chỉ dùng chỉ khâu rút. Thế cho nên là không thể bong được. Các bạn đi đôi giày chỉ có mòn đế này. Mòn đế này thì dán thêm thôi. Đây là đế da nhé. Mòn đế thì chúng ta chỉ dán thêm thôi. Và chúng ta yên tâm về phần trên là chúng ta đi không bao giờ bong được. Có những người khách rất khó tính và đặc biệt là những người có đôi chân là người ta bị tật. Thế cho nên là làm nó rất là phức tạp khó. Nếu làm mà không đúng thì người ta đi sẽ bị đau chân. Đặc biệt là những chân mắc cá hoặc là những ngón chân người ta bị bệnh như bị gút, sùi ra. Thì chúng tôi phải tạo cái platform đấy như thế nào để cho phù hợp mà vẫn người ta vẫn chen đi được khuyết điểm. Để người ta mang cái giày đó không bị đau chân mà vẫn thoải mái. Và người ta rất là thích những đôi giày mà mình làm may đo cho họ. Bố là một người rất tuyệt vời. Bố đã tự mình làm ra những đôi giày bằng thủ công bằng tay. Tự mình sáng tạo ra những đôi giày. Để là hoàn thành như chi tiết đôi giày đấy thì bố đã tự chính bản thân mình tự khâu những mũi giày, làm ra những sản phẩm tuyệt vời như vậy. Việc của bố đã cho em một cảm hứng để em có thể học ngành này và khi là ra trường thì có thể tiếp xúc cho bố nhiều hơn. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ cũng đam mê muốn làm đôi giày thủ công nhưng không biết học ở đâu. Tôi đang hướng tới mở trường đào tạo cho những thế hệ trẻ hiện nay người ta đam mê về ngành da giày thủ công. Hiện tại chúng tôi đang phát triển theo một cái mô hình tour du lịch làng nghề. Thì người ta muốn tham quan công đoạn sản xuất ra một đôi thủ công làm bằng tay như thế nào. Thực ra trước kia thì tôi chỉ là anh thợ đóng giày, học nghề giày và đóng giày và đam mê thôi. Khi mình đã trở thành một nghệ nhân của nhân dân là của chúng rồi, mình phải chia sẻ những cái gì mình hiểu biết để làm ra được đôi giày thủ công, để làm tỏa ra để dương dí ra được những cái truyền thống của ông cha ta là những người thợ làm nghề thủ công để nó không bị mai một sau này.